Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh đã trở thành cái tên thu hút rất đông khách du lịch trong nước và quốc tế. Nơi đây hội tụ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực phong phú và người dân thân thiện. Càng thêm tự hào khi vịnh Hạ Long của Việt Nam vừa được bình chọn đứng thứ 5 trong 25 điểm đến đẹp nhất hành tinh vào năm 2023 do CNN công bố. Trong danh sách công bố, vịnh Hạ Long được miêu tả là một trong những thánh cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất Đông Nam Á, mê hoặc du khách với gần 2.000 đảo đá vôi có hình thù khác nhau. Tham quan các làng nổi trên vịnh, chèo thuyền kayak trên mặt nước màu xanh ngọc bích, khám phá hang động là những trải nghiệm được gợi ý khi ghé thăm nơi này. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Danh sách 25 điểm đến được bình chọn theo ý kiến cá nhân của các chuyên gia du lịch trên CNN. Trong đó, Mỹ là quốc gia được vinh danh nhiều nhất với 4 địa điểm. Những nơi ở châu Á cũng được nhắc đến gồm Maldives, thánh địa Petra của Jordan, thị trấn ven biển El Nido của Philippines và vườn quốc gia Trương Gia Giới của Trung Quốc.